Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô 360 của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe sedan mà trong tầm tiền hơn 300 triệu. Đây chính là một chiếc xe Ford Focus, chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký năm 2011, tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe được sản xuất lắp ráp trong nước và đây là một chiếc xe màu bạc ạ. Chúng tôi vừa mới mua về và còn bẩn nguyên đấy ạ. Hôm nay trời nó mưa cho nên là về đến nhà là chúng tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay sau đây ạ. Đây là một chiếc xe sedan số tự động, phiên bản được sản xuất năm 2011 ạ. Quý vị và các bạn có thể xem ạ, đây là một chiếc lốp xe, 4 chiếc lốp xe Michelin còn rất là mới ạ. Chủ xe mới thay. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì quý vị và các bạn cũng chỉ việc đổ xăng và chạy thôi ạ. Dàn lốp này thì quý vị và các bạn chạy thoải mái ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được 58.000 km ạ. Chiếc xe này còn khá đẹp đấy ạ. Toàn bộ phần ngoại thất này và nội thất cũng đều rất là đẹp. Xi nhan đã được tích hợp trên gương. Toàn bộ phần đèn pha, đèn xi nhan này, ba đời sốc trước là logo còn khá đẹp đấy ạ. Đấy, quý vị và các bạn có thể xem kỹ cái phần ba đời sốc đằng trước ạ. Nắp capo đấy ạ. Toàn bộ phần thân vỏ này còn đang rất là mới và đẹp ạ. Tuy có chút xước sát do thời gian sử dụng thôi ạ. Với hơn 300 triệu thì quý vị các bạn sở hữu ngay chiếc xe sedan số tự động này ạ. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Xin quý vị và các bạn hãy sắp xếp thời gian, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua 16 Tố Hữu tại cửa hàng chúng tôi để xem chiếc xe này. Với tầm tiền hơn 300 triệu mà chúng ta đi tìm một chiếc xe sedan cũng không dễ lắm đâu ạ. Đây chính là một sự lựa chọn khá hoàn hảo đấy. Chiếc xe đã được trang bị đầy đủ cảm biến lùi, camera lùi. Toàn bộ phần đèn hậu cũng chưa có vết nứt vỡ nào cả. Còn nguyên bản hết ạ. Đây là phần cảm biến lùi của chiếc xe. Đây và một chút xước sát. Xước sát do chủ xe sử dụng. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng vào khoang nội thất của xe để xem ạ. Trước tiên quý vị và các bạn có thể nhìn qua về tabi của cánh cửa. Tabi cánh cửa bên lái đấy ạ. Và phần vô lăng đồng hồ. Đây chính là chiếc đồng hồ công tơ mét của xe ạ. Đồng hồ chính xác là 58.644 km rồi ạ. Tức là 58.000 rồi ạ. Toàn bộ phần nội thất màu kem. Đây là hộp số tự động ạ. Cần số và vô lăng còn đang rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe chỉ chạy 58.000 thôi, cho nên là toàn bộ cái phần nội thất này cũng còn đang rất là mới ạ. Nội thất ra. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về phần nội thất ở phần phía sau ạ, là hàng ghế sau ạ. Chiếc xe đã được trang bị là màn hình gối rồi ạ. Đây là hai màn hình gối giúp cho những người ngồi sau có thể giải trí trong lúc đi đường dài. Tabi cửa, phần ga, ghế ra, phần tabi cửa, phần ghế ra và phía sau cũng còn đang rất là mới và đẹp. Đấy, quý vị và các bạn có thể xem hết được cái phần nội thất của chiếc xe. Và tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn phần cốp của chiếc xe đây ạ. Phần cốp để cho quý vị và các bạn cùng thấy được là xem cái phần cốp này thì là chủ yếu là để thấy được cái xem cái lốp sơ cua nó đã hạ chưa thôi. Đây, mời quý vị và các bạn cùng xem. Tuy nó trời nó hơi, tôi để trong nhà trời nó hơi tối một tí, nhưng mà xin giới thiệu với quý vị đây là chiếc lốp sơ cua vẫn còn nguyên zin, chưa hạ. Sơ cua chưa hạ. Lốp sơ cua cũng còn zin, chưa hạ. Sau đây, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tiến vào khoang máy, cái phần quan trọng nhất của chiếc xe ạ. Chiếc xe được trang bị động cơ 2.0 lít ạ. Toàn bộ cái phần ốc cabo này. Kinh nghiệm đi mua xe cũ quý vị và các bạn nhé. Xem đầu tiên là cái ốc cabo.
Nếu như ốc camo còn nguyên zin như thế này, tức là chiếc xe chưa đâm đụng hay chưa va chạm gì ạ, chưa phải tháo là để sơn ạ. Vì nếu như mà chiếc xe này mà đã tháo ốc ra rồi thì tức là cái camo này sơn lại. Toàn bộ ốc còn nguyên zin, keo chỉ nguyên zin, chưa có đâm đụng gì cả. Đấy là cái việc xem đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ đi xem từng cái ốc của xương đằng trước của xe này. Nếu như những cái ốc của xương đằng xe, những cái ốc của xương xe này nó còn, tức là cái xe này chưa bị đâm đụng. Và ốc của máy, quý vị và các bạn hết sức thông cảm là chiếc xe này là máy móc còn nguyên zin. Và chúng tôi mua về là chúng tôi quay luôn từ lúc nãy bây giờ, nên là chúng tôi quay luôn đấy, chưa có dọn dẹp đâu, chưa có rửa một tí nào cả. Máy móc còn nguyên, chủ xe đi như thế nào thì chúng tôi đem về là chúng tôi quay nguyên như vậy đấy. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Yeah.